Anh ơi, anh xem nhà này được không? Định mua nhà? Vâng. Đẹp đấy. Giờ anh em mình có tiền rồi, làm sao mở cái nhà cũ nát như này được? Xì gơ mông gì lên. Có chuyện gì đây? Lại có nhiệm vụ anh ạ. Anh ơi, em thấy kiểu này có vẻ khó chơi rồi anh ạ. Giờ có cách nào không nhỉ? Thôi, cứ đi theo trước đã. Đứng đây. Hành động được rồi đấy. Anh, em đau bụng quá, anh cho em đi nhờ vệ sinh cái. Biến đi. Giỏi lắm. Chúng mày dám theo tao đến tận đây cửa. Anh ơi, mình dính bẫy rồi. Chào hai con cá lọt lưới. Chúng mày còn nhớ tao đã nói chúng mày sẽ phải trả giá chưa? Chào người quen cũ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tao biết chúng mày sẽ đến đây để lấy bảo vật, nhưng tao đi trước một bước rồi. Chúng mày không thoát được đâu. Hai con chó à. Bảo vật của tao đâu? Tôi đủ không biết đấy. Đuổi theo nó. Anh ơi, em đuối quá. Cố lên. Em sắp không chịu nổi rồi. Mày chạy trước đi. Nhưng đi. Cố lên em. Mày cố chịu đau một chút. Đói quá. Được rồi, mày nằm đi, anh đi mua đồ ăn cho mày. Anh được rồi. Alo đại ca, có vẻ nó không giấu ở nhà. Vô cổ chúng nó về đây. Em hiểu rồi. Đi.
Cửa mở. Mẹ kiếp. Em ra đâu? Tao tưởng mày chết rồi chứ. Thằng chó, em tao mà bị làm sao tôi giết mày. Để tao cho mày gặp em mày. Anh kệ em, không cần phải quan tâm. Mày muốn gì? Ngay từ đầu như vậy có phải tốt không? Mang bảo vật đến đây, địa điểm ta báo sau. Alo, alo. Vẫn dám đến đây, dũng cảm đấy. Nói ít thôi, mau thả người. Bình tĩnh, đồ đâu? Nếu chẳng may tao đưa đồ mà chúng mày không thả người thì sao? Sân chơi này là của tao, luật chơi là của tao, mày không có quyền. Tao là người biết giữ lời. Thả người. Khoan. Hai thằng chúng mày vẫn còn món nợ để giải quyết đấy. Tao nói thả người, chứ đâu có nói là sẽ để chúng mày đi đâu. Bọn khốn. Chúng mày. Chúng mày nghĩ với món đồ giả này mà có mặt được tao á, tao thấy thú vị rồi đấy. Để xem hôm nay mày chạy kiểu gì. Đi đâu đấy? Đối thủ của mày ở đây. Con khốn này, mày làm gì vậy? Mày định phản tao? Giờ tới được mày. Lần này cậu làm việc hơi lâu đấy. Cậu chưa tiền à? Tôi có chút quà quê muốn gửi cho ông. Ông xem kỹ chiếc vòng đi. Yeah.